Hôm nay mình sẽ có món dưa cải xào thịt bò, thịt nạc kho tiêu, thịt phi lê bò mềm và thịt thăn heo. Đây là dưa cải nhà làm. Sẽ có một ít củ hành, tỏi. Mình sẽ sắc dưa cải ra mỏng và mình sẽ cắt thịt bò. Sau đó sẽ cắt thịt heo cho vào thấu đất để kho. Thịt bò mình sẽ ướp và thịt heo cũng ướp để kho tiêu. Sẽ bắt lên bếp thịt heo kho tiêu trước. Kế đến thì mình sẽ xào thịt bò với dưa cải nhé các bạn. Xào với củ hành tây và dưa cải. Rất là ngon đó các bạn. Món này thì mình sẽ chấm với nước tương ớt xanh, rất ngon. Ở đây thì mình có 300 gram thịt phi lê bò. Mình sẽ đem rửa sạch và cắt mỏng ra các bạn nhé. Thịt nạc thăn heo 200 gram. Thịt này thì mình sẽ kho tiêu. Dưa cải nhà làm đó các bạn, mình đã chia sẻ clip làm dưa cải đến với các bạn rồi. Các bạn sẽ vào xem nhé. Ở đây mình có cây dưa cải này là nửa ký lô. Sẽ có hành lá, hành tây, cắt muối cao và một ít tỏi băm. Dưa cải thì mình tách từng bẻ ra như thế này. Rồi mình sẽ để lên thớt để cắt mỏng, mình sẽ lạng mỏng như thế này nha các bạn. Nếu cải nhà làm thì mình đã làm sạch sẽ nên mình không cần phải rửa lại. Còn nếu các bạn mua dưa cải ở chợ về thì các bạn hãy rửa cho sạch nhé. Mình sẽ thái mỏng dưa cải ra thì xào mới thấm ngon. Còn nếu các bạn muốn cắt nhỏ, cắt nhuyễn cũng được. Ở đây thì mình thái mỏng. Mình đã thái dưa cải xong rồi nè các bạn, mình cho vào đĩa. Thịt bò sau khi rửa sạch thì mình cũng cắt mỏng như thế này. Cắt mỏng xong mình cho vào chảo nhỏ, một lúc nữa mình sẽ ướp. Thịt heo, thịt thăn heo mình cũng cắt mỏng ra. Mình cho vào nồi đất. Bây giờ đầu tiên mình sẽ ướp thịt bò. Mình sẽ cho một ít tỏi băm vào. Kế đến là một muỗng canh lưng nước tương Maggi đậm đặc. Thường những món ăn của mình không thích dùng dầu hào các bạn. Mình chỉ dùng nước tương đậm đặc thôi. Mình sẽ cho một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng cà phê đường. Mình sẽ ướp hạt nêm và đường là được. Sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn cho thịt bò được mềm các bạn nhé. Sau đó mình sẽ trộn lên và mình để một lúc cho thấm gia vị. Thịt nạc thăn heo mình cho vào nồi đất, mình cũng bắt đầu ướp. Đầu tiên mình sẽ cho nửa muỗng canh nước màu. Nước màu đường. Nước màu này thì mình đã thắng cũng có clip chia sẻ đến với các bạn rồi. Một muỗng canh nước mắm. Một muỗng nhỏ muối hạt.
1 muỗng cà phê đường. Một muỗng nhỏ bột ngọt. Nửa muỗng nhỏ tiêu xay. Sau đó mình sẽ trộn đều lên, cũng để một lúc cho thấm gia vị. Khi thịt thấm gia vị rồi thì mình sẽ bắt lên bếp để mình sẽ kho. Mình sẽ bắt lên và mình để lửa to. Khi thịt bắt đầu sôi thì mình sẽ chỉnh lửa nhỏ xuống nha các bạn. Mình chỉnh lửa nhỏ riu riu thôi. Nếu bếp ga thì các bạn vặn nhỏ hết mức nha. Mình để cho sôi từ từ để nước gia vị và nước thịt ra. Mình không cho thêm nước vào thịt kho tiêu. Nếu cho nước vào thì không ngon nhé các bạn, thịt không săn chắc. Mình sẽ kho cho đến khi sắc nước xuống là được. Thịt sắc kẹo như vậy thì mình sẽ bắt xuống vì nồi đất nóng sẽ còn sôi nữa. Đây các bạn, mình bắt xuống mà thịt vẫn còn sôi nè các bạn. Thịt sẽ rút khô vừa, mình sẽ cho thêm một muỗng nhỏ tiêu xay nữa. Như vậy là nồi thịt đã xong rồi đó các bạn. Mình sẽ bắt lên một cái chảo và cho vào một muỗng canh dầu ăn thôi nhé các bạn. Vì trong thịt bò đã có một muỗng canh dầu ăn rồi, nên mình chỉ cho một muỗng canh dầu ăn thôi. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho một ít tỏi băm vào. Xào cho vàng thơm lên rồi mình sẽ cho thịt bò vào xào luôn. Mình sẽ xào nhanh tay nhé các bạn. Khi thịt bò vừa chín tái thì mình sẽ cho củ hành trắng vào. Cho củ hành trắng vào xong thì mình cũng đảo nhanh. Khi thịt vừa hết máu là được, mình sẽ bắt xuống ngay và cho ra ngoài đĩa. Mình sẽ dùng trở lại cái chảo này. Mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho hết tỏi băm vào để xào cho vàng thơm.
Khi tỏi vàng thì mình sẽ cho dưa cải vào để xào luôn. Sau đó sẽ nêm vào một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng cà phê đường. Mình sẽ đảo qua cho thấm gia vị. Thịt bò lúc nãy mình cho ra đĩa và bây giờ mình sẽ chắc nước thịt bò trong đĩa đã tiết ra, cho vào dưa cải cho thấm vị ngon nhé các bạn. Mình không cho nước. Sau đó thì mình xào cho dưa cải chín. Khi dưa cải chín vừa mềm thì mình cho thịt bò vào luôn và mình sẽ trộn nhanh. Sau cùng thì mình sẽ cho hành lá cắt khúc vào. Cho vào xong thì mình trộn đều là được. Trộn đều hành xong thì mình tắt lửa ngay các bạn nhé, cho hành còn giòn. Mình sẽ cho dưa cải ra đĩa. Dưa cải xào thịt bò rất là ngon. Hôm nay mình sẽ ăn dưa cải xào với thịt nạc kho tiêu. Rất là ngon đó các bạn. Mình sẽ chấm với nước tương, ớt xanh nữa. Ăn rất ngon lắm các bạn. Món dưa cải xào thịt bò này rất là đậm vị. Mình mời các bạn dùng cơm với nhà mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Dưa cải chấm với nước tương với một ít ớt xanh như thế này nè các bạn. Rất là ngon.